Để sử dụng một trình duyệt có sẵn, bạn thao tác. Chọn vào biểu tượng logo lệnh của Office 2007. Tiếp theo, bạn hãy chọn trình duyệt cần mở để áp dụng. Sau đó, bạn thực hiện hiệu chỉnh lại nội dung của trình duyệt đang mở. Thực hiện xong, bạn hãy nhấn chọn vào CSS để lưu trình diễn này lại với một tập tin mới. Đặt tên mới cho tập tin trình diễn trong file name. Nhấn Save để thực hiện việc lưu,